nóng tạc mây nơi khá ca đắng lẹng cha lái rõ ấm ai nực bón căng thân ơi con măng tuôn trai ơi măng lai ơi xuyên cơ bắn hai ông ai căng thân ơi trôi vọt cơ bơ song căng thân ông ta đây miệng ai không vọt nơi cơ bơ đời chất nơi trang thơ nơi này song căng thân cơ bơ ha hai bèn phật ông ta bầm tay ngay bao nhà khai hai bro tẹn sân ơi trái tô trái thòm ai cơ hò mai chiều tất cả các bạn thì hôm nay chính là lễ Giáng nghi Katina tại chùa Sraniep. Chẳng quá trời luôn với cô chú anh chị đó. Chàng còn đây là khỉ. Nó sung vào với cô chú anh chị. Đó, từ xa xa với cô chú anh chị có thể nhìn thấy đó chính là đoàn diễu hành lễ Katina dâng đến chùa Sraniep. Đó. Rất là đông với cô chú anh chị. Đâu thế? Hôm nay thì thấy có rất là nhiều mấy chị rất là xinh mặc những bộ đồ trang phục truyền thống của đồng bào người dân tộc Khmer. Tinh môn.
chính là đoàn diễu hành tại Cantina. Hiện tại thì đoàn làm lễ đang được đưa tới phòng tới sala để nghỉ chờ những đoàn của tiếp theo thì bắt đầu sẽ diễu hành bao vòng chính điện với cô chú anh chị. Tiếp tục sẽ là một đoàn nữa với cô chú anh chị sẽ dẫn tới chùa Saranip. Tiếp tục là một đoàn nữa. Hôm nay thì theo mình nghe được là khoảng 4-5 đoàn nữa với cô chú anh chị dẫn tới chùa Saranip. Đây mấy chị hôm nay cũng rất là xinh đó. Chị nào chị nấy đều xinh với cô chú anh chị. Khoác lên những bộ đồ truyền thống của đồng bào người dân tộc Khơ Me. Yeah.
Với cô chú anh chị và tất cả các bạn, như vậy là sau một khoảng thời gian chờ đợi để sắp xếp cho được ổn định thì cũng sắp bắt đầu diễn ra lễ diễu hành bao vòng chính điện hay với cô chú anh chị. Lễ Catena này khi mà các chủ lễ đem các lễ vật đến cúng dường cho nhà chùa thì trước khi mà cúng dường cho nhà chùa thì sẽ diễu hành ba vòng chánh điện tượng trưng cho minh chứng cho lòng thành của Phật tử dân gia chùa. Ngôi chánh điện đó chính là nơi thờ tự tam bảo lớn nhất của ngôi chùa, đó là Phật, Pháp và Tăng. Thế bây giờ thì theo mình thấy thì đang sắp xếp để mà chuẩn bị diễu hành ba vòng chính điện với cô chú anh chị. Đó, đây là những đoàn xe giam giặc chằn khỉ tiên môn đang sắp xếp để mà chuẩn bị cho diễu hành ba vòng chính điện. Đó, như vậy là đã có một đoàn bắt đầu diễu hành rồi với cô chú anh chị. Đó, bắt đầu ra diễu hành bao vòng chính điện tại ngôi chùa Sa Nhất hôm nay. Đó chính là ngày 30 Tây tháng 10 năm 2022. Nếu cô chú anh chị và tất cả các bạn nào thấy video của mình hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn một like cũng như là một share và một nút đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hay hơn nữa nha. Đó thì đoàn diễu hành đầu tiên đã xuất phát rồi với cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Và tiếp theo sẽ là đoàn diễu hành thứ hai cũng bắt đầu xuất phát để mà diễu hành ba vòng chính điện tại chùa ngôi chùa Sa Niết. Chùa Sa Niết tọa lạc tại phường 8 thành phố Trà Vinh với cô chú anh chị. Chùa Sa Niết tọa lạc tại phường 8 thành phố Trà Vinh. Đó, như vậy là đoàn diễu hành thứ hai là xuất phát. Nam mấy chị hôm nay rất là xinh với cô chú anh chị khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống của đồng bào người dân tộc Khmer rất là xinh. Chị thấy cũng đều rất là xinh tươi. Và các đoàn diễu hành tiếp theo cũng đã bắt đầu xuất phát. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Rồi, như vậy là các đoàn diễu hành đã xuất phát. À, theo hôm nay thì theo mình thấy thì có tới 4-5 đám dân vô một chùa. Xa đây có quý cô chú anh chị, xa xa thì quý cô chú anh chị có thể nhìn thấy thì có thêm một đoàn nữa vừa mới đến đó quý cô chú anh chị. Một đoàn nữa mới đến. Lễ Katina là một lễ hội rất truyền thống của đồng bào người dân tộc người Khmer, thì thường được tổ chức hàng năm vào rằm giữa tháng 9 và tháng 10 âm lịch hàng năm. Hôm nay theo mình thấy thì có rất là nhiều Phật tử đến tham dự với cô chú anh chị. Do là khuôn viên của ngôi chùa cũng hơi hẹp, số lượng người thì quá đông, do đó thì có một đoàn được diễu hành ở trên ngôi chính điện quý cô chú anh chị. Hôm nay theo mình thấy có rất nhiều Phật tử đến tham dự buổi lễ dân nghi Katina tại chùa Sa Đéc với cô chú anh chị. Nay có rất là đông Phật tử đến tham dự luôn, tại vì một năm tại một ngôi chùa đó chỉ tổ chức một lần với cô chú anh chị, do đó thì mỗi lần lễ hội diễn ra thì sẽ có rất là nhiều Phật tử đến tham dự, do đó thì Bác Mai Đại Dinh cũng có mặt tại ngôi chùa Sa Niết để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và tất cả các bạn được xem về nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào người dân tộc Khmer, để cho tất cả mọi người gần xa trong nước và ngoài nước được hiểu rõ hơn về bản sắc văn hóa của đồng bào người dân tộc Khmer. Do là số lượng
Phật tử rất là đông. Ở dưới thì không thể nào chưa hết, do đó đã phân chia một top để mà diễu hành ở phía trên ngôi chánh điện. Thank you.
Như vậy là ba vòng chính điện đã xong, và hiện tại thì các đoàn đang được đưa lên, đưa vào ngôi chính điện để tiếp tục làm lễ, để mà cúng dường các lễ vật trong ngôi chùa với quý chú anh chị. Hôm nay rất là đông các Phật tử đến tham dự với quý chú anh chị, quá trời đông không. Rất là đông Phật tử ở dưới với chú anh chị. Hai đường mà. Này quá là đông. Rồi video của mình chỉ hôm nay chỉ vậy thôi. Mình cảm ơn với chú anh chị và tất cả các bạn đã xem video của mình nha. Nếu chú anh chị và tất cả các bạn nào thấy video của mình hay và ý nghĩa thì đừng quên nhấn một like, một share cũng như là một nút đăng ký kênh để mình có thêm nhiều động lực làm nhiều video hay hơn nữa nha. Bây giờ mình xin kính chào tạm biệt và hẹn lại với quý chú anh chị và tất cả các bạn ở video tiếp theo. Bye bye.